lô ca bí bông quy răng tá ma hăng ru mí râm ma ra măng chí to ra tìm chá á ra tìm chá si tí phu tăng ní ru phá thêm sắp bá lô ca bí bông quy răng tá ma hăng ru mí râm ma năng tí to ra tìm chá á ra tìm chá si tí phu tăng ní ru phá thêm sắp bá lô ca bí thuật bông quy răng tá ma hăng ru mí râm ma năng bỏ điều ưa điều ghét mát lạnh diệt sanh y bậc anh hùng chiến thắng thuyết phục mọi thế giới ta gọi bà la môn bản dịch của hòa thượng Minh Châu thản nhiên ưa ghét hai bờ sanh y lìa đoạn lặng tờ tâm tư thế gian chiến thắng trượng phu bà la môn gọi cho dù là ai bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức và Cẩm Vân đã ôn bài xong và mến mời mình ta đi xuất hiện quân. Dạ sa thủ kính cảm ơn Cẩm Vân. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ cảm ơn Xích Đàn Đông cho Nhật Quỳnh biết được tính măng hiệu. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt. Cùng chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ. Cảm ơn Xích Đàn Đông. Con thành kính tri ân sư Xích Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết. Dạ con xin được. Ông bài câu pháp của kinh số 418. Dạ cảm ơn Vinh Bát Thái Na cho bài học. Hít ta ra tình cha a ra tình si ti phụ tăng ni ru ba thình sập ba lợ ca phi phụng vị răng tam ma hạng su mi sam ma năng hít ta ra tình cha a ra tình suy tí phụ tăng ni ru ba thình sắp ba lộ ca phi phụng vị răng tam ma hằng su mi sam ma năng hít ta ra tình cha a ra tình suy tí phụ tăng ni ru ba thình sắp ba lộ ca phi phụng vị răng tam ma hằng su mi sam ma năng bỏ điều ưa điều ghét mát lạnh diệt sanh y bậc anh hùng chiến thắng nhiếp phục mọi thế giới ta gọi bà la môn. Hịch ta ra tinh cha a ra tinh chỉ tri phu tăng ni ru ma thinh sập ba lô ca thì phong quy răng tạm ma hăng du mi sam ma năng hạch ta ra tinh cha a ra tinh si ti phu tăng ni ro ba tinh sa ba lô ca thì phong quy răng tạm ma hăng su mi sam ma năng hạng nhiên ưa ghét hai đời sanh y lìa đoạn lặng tờ tâm tư thế gian chiến thắng trượng phu bà la môn gọi cho dù là ai và đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con đọc ba lần kệ hai lần mong có bàn tay mới mà con chưa có thấy bàn tay nào hết. Dạ bây giờ thì con thấy có Đại Đức Tịnh Đạt vào đạo tràng, chúng con có thể thỉnh pháp sư sớm giây phút được không bạch sư? Dạ sư có sẵn sàng chưa sư cho con một tín hiệu ạ? Dạ sa thú kính cảm ơn Cẩm Vân Huynh Quát Tha Ná cô ấy Minh Xích Thi Na Xích Răng Đông Tịch Trần Đạo đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ dạ được, dạ con tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư.
trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Câu Pháp Cú Kinh số 419. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Ta Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng hà như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lớn mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma bốn mươi lăm hạ giác vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự vi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp quốc kinh số 419. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng lên sư ạ. Nam mô Bố Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính lễ chư tăng có mặt ở trong diễn đàn pháp quốc kinh và mến chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay thứ sáu 26 tháng 3 năm 2021 chúng ta lại tiếp tục học đến câu kệ ngôn pháp cú số 419 trên 423 câu. Và cảm ơn quý vị đã cho được cho biết tín hiệu được tốt. Để bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay, Tịnh Đạt xin cung thỉnh chư tăng và kính mời quý vị chúng ta cùng hướng tâm về Tam Bảo đảnh lễ một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá. Ngày hôm nay học chúng diễn đàn chúng ta học đến câu kệ ngôn pháp cú số 419. Trước tiên thì chúng ta sẽ học về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này. Chu tin yo về đi sa ta năng u ba ba tinh cha sa ba so a sa tăng su ga tăng bu thăng ta ma hăng pro mi brahma năng. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh, không nhiễm khéo vượt qua sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi Bà La Môn.
chú tinh vô về đi sa ta năng ô ba ba tinh cha sa pa so a sa tăng su ca tăng bút thăng tam hăng bồ mi brahmanang. Dạ, câu kệ ngôn pháp cú 419. Chúng ta sẽ học. Quý vị đại cho chút xíu. Không hiểu như thế nào ở trong quyển chú giải của Ngài Pháp Minh đó, thì khi đề cập đến câu 419 thì lại có đề cập đến hai cái câu trùng với nhau. Giống như là câu 419 thì là câu 418 mà chúng ta đã học hôm trước. Và câu 419 và câu 420 thì ghi lại là 420 cùng một tích truyện. Nhưng mà thôi, theo cái bài học thì chúng ta đến hôm nay câu 419 là cái câu mà chú tin vô về đi satanan, ai hiểu rõ hoàn toàn. Câu thứ nhất trong cái câu kệ này, chú tin vô quê đi sát ta năng. Trước tiên chúng ta sẽ thích nghĩa về ngữ vựng của câu kệ ngôn này. Chú tin là một cái danh từ nữ tánh, chú tiếp có nghĩa là sự chết. Về vô có nghĩa là người nào. Vô có nghĩa là người nào. Về đi là một cái tha động từ ở thì quá khứ. Nó xuất phát từ cái động từ vijati, đã là hiểu rõ hay là thông suốt. Hiểu rõ hay là thông suốt. Satanang là chúng sanh, chia theo satukat anang có nghĩa là của chúng sanh. Câu thứ hai, upapattin cha sappaso. Upapattin là một cái từ được kết hợp với căn động từ parati là đi đến hay là gặt hái, cộng với tiếp đầu ngữ upat là về hay là gần. Thì khi mà kết hợp thành upapatti đó, được chia ở danh từ nam tánh thì có nghĩa là sự tái sanh. Còn gọi là danh từ xuất phát từ căn của động từ, sự tái sanh. Câu upa chá và chữ chá có nghĩa là và. Khi mà nikahita m chấm dưới đó gặp với lại bọn chá thì sẽ kết hợp thành chữ nhá và chữ chá, cho nên chúng ta sẽ gặp là có từ upapattin tinh chá hoặc là upapattin m chấm dưới tách biệt ra. Kế tiếp đó là sappaso có nghĩa là tất cả. Câu thứ ba, asattang sukattang buddhang. Asattang ở đây dễ bị nhầm lẫn với cái từ chúng ta vừa học là chữ sattā. Sattā năng là chúng sanh. Asattang nhiều khi nhìn vào thì dễ bị nhầm đó là không phải chúng sanh, nhưng mà thật sự từ này đó nó xuất phát từ cái căn động từ là sacchati cộng với lại quá khứ phân cực tá, cho nên khi hình thành một cái quá khứ phân từ đó nó là từ sát tá,
có nghĩa là bám víu, và với cộng với lại cái tiếp tục ngữ á thì nó là cái thể phủ định. Asatta có nghĩa là không còn bám víu, không còn bám víu. Cho nên ngôn ngữ Pali được được xem là một ngôn ngữ trí tuệ là lý do như thế này. Lý do là từ thì viết giống nhau, gần gần với nhau, xem với nhau, nhưng mà có nghĩa lại phải xét từ căn gốc. Cho nên chúng ta sẽ thấy là học Pali thì dễ, nhưng mà để hiểu Pali thì phải có một cái quá trình để mà rèn luyện. Từ tiếp theo đó là Sukatang. Sukatang ở đây là có nghĩa là đi đến nơi an lạc. Nó xuất phát từ cái căn động từ cá mú là đi, và cộng với lại một cái tiếp đầu ngữ xú. Tiếp đầu ngữ xú là tốt đẹp, là khéo léo, là an vui. Thì đi mà đi đến nơi tốt đẹp, nơi an vui, cho nên gọi là Sukatang. Từ Buddhang. Buddhang ở đây chúng ta sẽ thấy là thứ nhất là không có viết hoa. Thì Buddhang thứ nhất là không viết hoa, thì đây không phải là một tên tên riêng. Từ Buddhang ở đây phải được hiểu đó là từ sự giác ngộ. Bởi vì nhiều khi chúng ta thấy chữ Buddhang, chúng ta quen cái từ là Phật. Thực ra từ Phật nó không phải là từ dịch nghĩa, mà là từ phiên âm. Cái từ phải được hiểu đó là Phật hay là chữ Buddha. Phải được hiểu đó là ngộ, và sự giác ngộ. Câu cuối cùng đó là Tamahang Brumi Brahmanang. Tamahang Brumi Brahmanang. Tamahang có được tách ra là Tăng. Ahang, Tăng là vị ấy, vị đó. Có nghĩa là vị đã hiểu biết hoàn toàn về sanh tử của chúng sanh, không còn nhiễm bám víu, đã đi đến nơi an lạc, đã là có sự giác ngộ. Thì cái vị đó đó có đầy đủ những cái tính chất đó đó thì được gọi Brumi là gọi, Ahang là ta, Brumi là gọi, Brahmanang là Bà La Môn. Và Bà La Môn là một cái vị A La Hán, một vị thánh vô lậu. Là như vậy là chúng ta đã sơ lược qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 419. Một nữa, câu kệ ngôn vô số pháp cú số 419 có nội dung như sau: Chu tin vô về đi sa ta năng ủ ba ba tinh cha sa pa so Asatang Sukatang Buddhang Tamahang Brumi Brahmanang. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh, không nhiễm, khéo vượt qua, sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Hoặc là bản dịch văn xuôi của Ngài Inda Chanda Chánh Tăng: Người nào đã hiểu biết sự chết và sự tái sanh của chúng sanh về mọi mặt, không bám víu, đã đi đến nơi an lạc, đã được giác ngộ, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Và bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức là: người hiểu rõ hoàn toàn sự sống, sự chết, các hàng chúng sanh, không ái luyến đào thoát nhanh, tự mình giác ngộ, xứng danh Bà La Môn. Nhà Nam Mô Bụt Thầy ạ. Và câu kệ ngôn pháp cú số 419 có cái duyên sự trùng với lại một câu pháp cú nữa, đó là 420. Nhóm hai câu pháp cú này có cái duyên sự đề cập đến một cái vị tên là Quang Nghi Sát. Quang Nghi Sát quý vị, Quang Nghi Sát Thera này được đề cập trong kinh điển cũng khá là nhiều.
như là trong kinh Pháp Cú mà chúng ta đang học, hoặc là trong Tăng Chi cũng có, trong Thánh Nhân Trưởng Lão cũng có, Trưởng Lão Kệ cũng có, trong các cái chú giải về Pháp Cú, về Tương Ưng cũng có đề cập đến cái vị Văn Di Xá này. Bởi vì khi mà chúng ta đọc về cái duyên sự của câu kệ ngôn, nhóm câu kệ ngôn này, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái vị Sang Văn Di Xá này có một cái biệt tài. Không có biết, trong đây không có đề cập đó là cái vị này có khả năng tu luyện hay là có cái biệt tài thiên phú. Dạ, có các bạn biệt tài thiên phú. Mà Tịnh Đạt xét nghĩ thì có thể là do cái khả năng bẩm sinh. Tại vì khi đã là một cái sự tu luyện, cho dù là ngoài Phật giáo đi nữa, thì khi mà có được cái khả năng về thiền định, có thể biết được cái sự sanh tử của chúng sanh đó, sau khi sanh đi về đâu, lên cõi trời hay là đi xuống địa ngục, hay là chịu cái sanh về các cái loài bàn sanh, hay là trở trở sanh làm người, thì khi mà rèn luyện cái khả năng đó, thì cái vị đó cũng đã không còn cái sự giống như là ham thích hay là đắm say trong cái cám dỗ cũng dục lạc. Nhưng riêng cái vị Văn Di Xá này, khi có được cái biệt tài như vậy đó, thì cái vị này mang ra để kinh doanh. Phải nói là một cái mô hình dịch vụ rất là sớm thời bấy giờ. Thì mô hình dịch vụ về tâm linh đó, chúng ta có thể gọi cái từ đó. Tại vì cái vị Văn Di Xá này, khi mà biết mình có thể đón được những cái người mà sau khi chết tái sanh về đâu đó, và có cái phần trăm xác suất rất là cao, xác suất đúng rất là cao, thì làm cho dân chúng họ rất là ngưỡng mộ và họ tin tưởng. Và Văn Di Xá đã dùng cái biệt tài này để mở lên một cái dịch vụ, đó là dịch vụ về tâm linh. Ai có nhu cầu, và hình thành luôn một cái đội ngũ, tức là phải đi mời gọi, quảng cáo để mà kêu gọi nhiều người đến để mà xem. Cái điều này nó đánh vào cái tò mò của bất cứ một con người sống ở trên đời. Tại vì sau khi mà mình không có khả năng để mà biết được cái giao tiếp được với cái người đã khuất đó, thì mình có cái tình thương, mình vì cái hiếu kỳ, mình muốn được biết rằng sau khi mất đó, thì cái người thân của mình tái sanh về đâu, có được an vui hay không, hoặc là đơn giản là cái tính hiếu kỳ mà thôi. Thì khi mà có được cái sự PR của một cái nhóm loại hình dịch vụ về tâm linh như vậy đó, thì nhiều người đã tìm đến và họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền để mà thỏa mãn cái lòng hiếu kỳ đó. Cho nên ngày càng ngày thì Văn Di Xá đã được nổi tiếng, và phải nói là sống trong một cái cuộc sống sung túc đầy đủ. Và trải qua một cái thời gian 3 năm ở trong chú giải thì có ghi là trong một cái thời gian 3 năm như vậy, Văn Di Xá đã đi rất là nhiều nơi và đã làm dùng cái cách đó là khi mà cái người mất đó, Văn Di Xá có thể dùng tay của mình gõ lên cái đầu của người mất đó, của cái thi thể đó, để mà đoán biết cái người này sanh về đâu. Ở Việt Nam, Tịnh Đạt cũng không có được tìm hiểu rõ ngọn nguồn, nhưng mà có những cái đồn đại trong dân gian đó, quý vị có thể nghe, đó là
khi mà cái người lâm chung hấp hối đó, thì người ta có thể đoán cái người đó sanh lên hay sanh xuống bằng cách là cái hơi ấm của cái thân, cái thi thể đó nó mất dần từ đâu, nó mất dần từ chân, hay là gọi là mình lạnh từ chân đó, thì cái người đó sanh lên, còn ngược lại thì sanh xuống. Thì có những cái quan điểm trong dân gian được nhiều người đồn đãi và cũng có cái niềm tin ở trong đó. Thì Văn Ghi Xá lại dùng cái cách đó là chạm những ngón tay lên đầu của thi thể để mà đoán biết cái người đó sanh về đâu, sanh lên cõi vui hay là sanh xuống cái cõi khổ, hay là sanh về cái cõi là cõi người. Thì sau cái thời gian 3 năm như vậy, Văn Ghi Xá đã rất là nổi tiếng. Và một lần nọ thì cũng vô tình đi đến cái nơi mà cái xứ đó toàn là Phật tử thôi. Đó là toàn là Phật tử thôi. Thì và Văn Ghi Xá cùng với lại cái những người tùy tùng của mình để mà phát triển cái dịch vụ tâm linh đó, thì cũng dùng cái cách là quảng bá cái khả năng của Văn Ghi Xá. Và những người Phật tử này thì lại từ khước từ, không có chấp nhận, không có tin tưởng, và nói rằng những cái điều này nó không nằm ngoài cái khả năng của Phật giáo. Và nhiều khi Đức Phật còn là một vị có khả năng cao hơn nữa, tột bậc hơn nữa. Thì với cái sự kích thích tò mò, cho nên Văn Ghi Xá đã cố tình để mà đi đến gặp Đức Phật, với cái mục đích đó là, thứ nhất đó là để tranh chấp, để chứng tỏ là khả năng mình cao hơn Đức Phật. Cái thứ hai, nếu mà làm được như vậy thì Văn Ghi Xá sẽ lấy được cái lòng tin của người dân tinh thành đó, nhất là những người dân theo đạo Phật, thì sẽ là một cái nguồn người đến mà xem, cái nguồn lợi rất là nhiều. Cho nên Văn Ghi Xá đã quyết định đi đến gặp Đức Phật. Và cái cuộc gặp gỡ đó thì thưa quý vị rằng Đức Phật Ngài đã xét thấy nhân duyên Văn Ghi Xá từ cái kiếp quá khứ rất là dày rồi. Cho nên Ngài cũng tương kế tự kế, tức là Ngài cũng dùng cái hình thức đoán người mất. Và trong trường hợp đó, Đức Phật Ngài cho đoán một cái vị A-la-hán đã mất, một cái vị vô lậu đã mất. Thì Văn Ghi Xá đến gặp Đức Phật và dùng cái biệt tài của mình để mà chứng tỏ cho Đức Phật và mọi người thần dân đạo Phật, những cái người tập trung đó, để mà biết được cái khả năng của mình như thế nào. Nhưng mà Văn Ghi Xá đã hoàn toàn thất bại sau khi đã dùng những cái biệt tài của mình đón một cái vị thánh nhân vô lậu A-la-hán sanh về đâu. Thì sau đó Văn Ghi Xá muốn được biết được thêm về cái cách đón người mất đó, thì đã xin được xuất gia với Phật để mà học cái bí truyền. Đức Phật Ngài dạy nó, nếu mà muốn học thì phải xuất gia, chứ không thể nào dạy một cách người ngoài như vậy được. Thì đó, Văn Ghi Xá đã xuất gia. Và sau khi xuất gia thì Đức Phật Ngài cũng hướng dẫn cho cách thiền định. Và sau cái sự tìm hiểu và học hỏi thì Văn Ghi Xá đã ngộ ra, đã được chứng đắc được cái đạo quả A-la-hán đạo, A-la-hán quả. Và sau khi thành đạo quả rồi đó thì Văn Ghi Xá đã biết mình sai lầm. Đã biết mình sai lầm, là không thể nào đoán biết được một cái chúng sanh đã đoạn tận phiền não sanh về đâu được.
Rồi sau khi cái sự kiện xảy ra đó là những cái người ở trong nhóm của Văn Ghi Xá, lúc này là một cái vị trưởng lão, một cái vị A-la-hán Văn Ghi Xá đến để hỏi thăm học bí truyền của Đức Phật được đến đâu rồi. Lúc này thì ngài Văn Ghi Xá là một vị thánh A-la-hán rồi, thì không có tranh chấp hay là không có tranh cãi, chỉ có sự bàn tán ở trong chư tăng. Thì lúc đó Đức Phật ngài đã xác định rằng Văn Ghi Xá là một vị thánh tăng rồi, thì không còn cái làm cái công việc đó nữa. Thì ngài đã nói lên hai cái câu kệ mà chúng ta vừa học, đó là 419 và sắp sửa học là 420. Ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh, không nhiễm khéo vượt qua, sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Và cái câu này nó có một cái ý nghĩa sát với lại trường hợp mà Văn Ghi Xá, tức là biết được cái sự sanh tử, tức là biết được cái người này tạo cái nhân gì, tạo cái duyên gì, cho nên mới 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 sanh về cõi vui hay là cõi khổ. Và dùng Đức Phật dùng ngay cái biệt tài, cái cách mà Văn Ghi Xá giỏi nhất, có thể mang lại cái cuộc sống sung túc nhất mà Đức Phật ngày giáo giới cho Văn Ghi Xá. Và chính vì cái điều này mà Văn Ghi Xá đã ngộ ra được cái sự chánh pháp. Cái câu chuyện này đó, thưa quý vị, rằng có một cái điều rất rất là quan trọng. Trở lại thì cái ngày Văn Ghi Xá này, nếu đặt trường hợp biệt tài của Văn Ghi Xá mà không gặp được Phật đó, thì quý vị sẽ thấy rằng Văn Ghi Xá sẽ càng ngày càng bị lún sâu vào trong cái gọi là nuôi mạng một cách tà mạng, và với cái tư tưởng đó là hiểu sai, hiểu lầm. Và chính vì cái cơ hội quý báu mà Văn Ghi Xá gặp Đức Phật để mà được sự giáo huấn một cách hợp thời, hợp đạo đó, thì Văn Ghi Xá đã thành tựu những cái kết quả rất là tốt đẹp. Cái điều ở đây đó là, cái điều được đặt ra đó là Văn Ghi Xá muốn thành đạo quả thì thưa quý vị rằng cần phải có pháp Ba La Mật đầy đủ trong quá khứ. Cái điều này đều chắc chắn. Bởi vì trong thời kỳ Đức Phật không phải ai gặp Phật, ai nghe pháp Phật, ai tu theo Phật cũng đều thành các vị thánh nhân, cũng đều đắc đạo. Do là cái Ba La Mật, cái phước về giác ngộ chưa chưa có đầy đủ, thì cái nhân duyên sẽ tiếp tục mà thôi. Cái điều thứ hai mà muốn nói ở đây đó, tuy là phước báo Ba La Mật đầy đủ để mà chứng đắc đạo quả A La Hán phải là một cái nhân duyên rất là lớn, nhưng mà tại sao Văn Ghi Xá lại có một cái hành động rất là sai lạc đo so với Phật giáo? Cái điều này sẽ phản ánh một cái điều, đó là ngày nay ngay cả các hàng xuất gia và tại gia chúng ta thực hành giáo pháp, học hiểu giáo pháp đó, thì nếu mà chúng ta cố gắng để mà vung bồi Pháp La Mật hay là vung bồi những cái phước thiện đó để mà có được cái cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, hoặc là có thể giác ngộ trong tương lai, nhưng mà chúng ta lại thiếu một cái điều, đó là cái chánh tri kiến, thì thưa quý vị rằng sẽ rất là nguy hiểm khi mà trong những cái kiếp tương lai chưa chắc gì chúng ta gặp lại Phật giáo, chưa chắc gì chúng ta sanh ra trong thời kỳ có Phật Pháp, thì rất là dễ rơi vào trường hợp giống như là trường hợp của ngài Văn Ghi Xá. Bản thân ngài là một cái vị đầy đủ phước báo về Ba La Mật, nhưng mà ngài vẫn bị rơi vào những cái lầm lạc trong suốt 3 năm trời, và may mắn thay ngài sanh ra trong thời kỳ Đức Phật và gặp được Đức Phật để ngài tế độ. Còn nếu không thì
chắc có lẽ là ngài Văn Vi Xá cũng chưa có giác ngộ liền ở trong kiếp đó đâu. Thì cái điều ở đây muốn nói đó là cái việc mà chúng ta tạo phước lành, ngăn chặn các cái nghiệp ác, còn một cái điều quan trọng đó là phải có một cái kiến thức vừa đủ rõ ràng về cái nghiệp báo nhân quả, về cái gọi là vô thường khổ vô ngã. Chúng ta không phải là ép buộc là phải đạt được, nhưng mà trước tiên là phải có cái niềm tin và cái chánh tri kiến để mà xác định rõ ràng. Có nhiều trường hợp đó thưa quý vị, rằng khi mà các vị giảng sư, các vị pháp sư mà thuyết giảng giáo pháp để mà khuyến khích cho các những người mới vào chùa, hay là những cái cộng đồng mà nhiều thành phần, nhiều cái sự tầng lớp ở trong đó đó, thì thường sẽ khuyến khích các vị lấn ác làm lành, để chỉ dừng lại đó thôi, thì nhiều khi đó là tạo ra một cái sự hiểu lầm. Tạo ra một cái sự hiểu lầm đó là cố gắng để mà làm phước, để mà hưởng lại cái quả bằng cách đó là mua vé số trúng, hay là cầu nguyện cái điều gì đó may mắn bất chợt xảy ra. Rồi cái điều may mắn đó không xảy ra, cái điều quả báo nó không xảy ra, thì cái người này tự nhiên lại mất cái niềm tin về cái gọi là nhân quả nghiệp báo. Cái điều này rất là dễ bị mắc phải. Cho nên nói là tại sao á, gọi là đi chùa niệm Phật tụng kinh, bố thí cúng dường sẽ được cái quả báo an lạc, cuộc sống an lành, nhưng mà tại sao ra đường á, thì không bị cướp, thì cũng bị xe quẹt, rồi không có bị người này la, người kia chửi, thì cũng té chạy tay chạy chân. Thì tại sao lại có những cái trường hợp đó là người ta sẽ bị hoang mang? Tại sao hoang mang? Tại vì cái niềm tin về nhân quả nghiệp báo chưa có rõ ràng. Cái niềm tin về cái việc mà là làm các công đức để xóa bớt đi cái phiền não ngay bản thân mình á, cái điều đó người đó họ chưa có thấu đáo. Cái việc thiện cho quả thiện, cái việc ác cho quả ác, đó là cái mức cơ bản nhất của cái nhân quả nghiệp báo. Cái mức cơ bản nhất chúng ta cần phải phải hiểu sâu xa hơn về cái nhân quả nghiệp báo. Khi mà có những cái trường hợp giống như là cái người mà sát sanh á, thì sẽ bị cái quả yểu thọ hay là bệnh tật tai ương. Chúng ta học kinh sách thì chúng ta nghe vậy, các vị giảng sư cũng thuyết dày giảng như vậy. Nhưng mà tại sao có những cái trường hợp những cái vùng nông thôn, những người ta nuôi tôm, nuôi cá bè, hay là nuôi tôm, những cái vuông tôm rất là to lớn, hay là người ta làm những cái việc đó là trốn thuế vân vân, nhưng mà cuộc sống của người ta đó rất là sung túc đầy đủ, giàu sang phú quý. Cái người không có niềm tin trong thấu đáo ở trong cái nghiệp báo nhân quả thì rất là dễ bị bất mãn và bị sốc bởi cái lời giảng của các sư. Nhưng mà nhìn sâu xa hơn, ở trong một cái thời gian 2 năm 3 năm, thì cái việc làm ăn á, thưa quý vị, rằng có lúc á thì cái người đó có thể lợi nhuận cả 1-2 tỷ bạc, nhưng mà 1-2 năm sau thì như thế nào? Cái lợi nhuận của 2-3 năm trước đó, nó không đủ để mà người đó trả nợ, nó không đủ để mà người đó xây sở trong cái việc sinh nhai ngày 3 bữa. Thì cái lúc đó đó, chúng ta có thể nhìn thấy ngay trong cái kiếp hiện tại luôn, trong cái thời gian hiện tại, trong vòng khoảng 2-3 năm thôi, thì chúng ta sẽ thấy là cái nghề mà tà mạng đó, nó sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Và nếu mà trong cái thời gian hiện tại mà nó không có xảy ra một cách rõ ràng đó, thì nó sẽ là ở thời gian trong tương lai. Chúng ta phải phải tin chắc là như vậy. Khi mà chúng ta có cái niềm tin và có cái nhìn sâu xa rộng ở trong nghiệp báo nhân quả, thì chúng ta sẽ tránh được những cái nghề tà mạng, những cái nghề hay là những cái công việc hay là những cái hành động mà mang lại cái đau thương, cái bất hạnh cho chúng sanh khác. Và khi mà chúng ta làm các công đức đó, hay là làm các cái phước thiện mà cái phước thiện nó chưa kịp chỗ, hay là những cái gặp những cái điều khó khăn tai ương xảy ra hoài đó, thì chúng ta đừng có nản, bởi vì những kiều điều đó là chúng ta đã từng tạo, từng gieo. Và ngay trong lúc này á, thì chúng ta đang cải thiện cho một cái tương lai tốt đẹp. Và cái điều cốt lõi đó là làm cái việc mà ngăn chặn các cái ác nghiệp, hay là làm thêm những cái thiện nghiệp đó. Cái mục đích quan trọng cốt lõi nhất mà Đức Phật hay là trong Phật giáo muốn nhắn đến đó là rửa sạch, giảm bớt, cắt đứt các cái phiền não liên quan đến cái sanh tử luân hồi. Đây là một cái điều mà ít có cái người Phật tử hay là ít có cái người học đạo mà để ý. Ngay cả cái việc mà chúng ta học một câu kinh hay là tu 5-10 phút thiền định, thì những cái giây phút đó, những cái việc thiện đó, chúng ta hãy xét rằng những cái công đức này, những cái việc làm cố gắng để mà tu tập này giảm bớt được cái phiền não gì, thì lúc đó tự nhiên chúng ta sẽ thấy an lạc, hạnh phúc. Chứ mà chúng ta đi cho rằng học một câu kinh sẽ được cái gì, bố thí một cái buổi trai tăng sẽ được cái gì, hay là tu thiền một khóa thiền 10 ngày sẽ được cái gì, thì lúc đó chúng ta sẽ còn rất là hạn chế ở trong cái việc mà cái học đạo trong đạo Phật mang đến cái lợi ích. Cái điều chánh tri kiến đó, thưa quý vị, nó rất là, tại vì cái tà kiến ở trong 10 kiết sử, cái đầu tiên là cái thân kiến đó, nó là một cái nguồn gốc nguyên nhân sâu xa để mà gây ra khổ đau ở trong cái hiện tại mà mọi người chúng ta đang đối mặt. Khi mà một người đó bị đau khổ, thì cái đau khổ nó sẽ giống và nó sẽ nhân ra, nó sẽ giống nhau và nó sẽ nhân ra là một gia đình đau khổ. Và một gia đình đau khổ nó sẽ giống nhau và nó sẽ nhân ra là một cái xã hội đau khổ. Và một cái xã hội đau khổ nó giống nhau và nó nhân ra thì là một cái thế giới đau khổ. Bởi vì cái nguyên nhân sâu xa gốc rễ đó là chấp bám víu và chấp tất cả là ta, tất cả là của ta. Khi bất kỳ một cái sự thay đổi vô thường hay là bất kỳ một cái sự xúc phạm, xâm phạm, hay là bất kỳ một cái thay đổi gì trên cơ thể hay là những thứ xung quanh mà mình cho đó là ta, là của ta, thì lập tức đau khổ sẽ có mặt. Lập tức đau khổ sẽ có mặt. Và chính vì cái tà kiến về về cái bản thân này đó, nó dẫn ra vô số cái hậu quả. Bởi vì khi mà chấp sai hiểu lầm đó, thì dẫn đến cái lời nói sai, cái hành động sai. Và cái lời nói sai, cái hành động sai nó sẽ là cái nhân
là cái duyên để mà sanh tử luân hồi. Và cái sanh tử luân hồi này nó sẽ mịt mù, bởi vì khi mà hiểu sai thấy sai thì cho dù là chúng ta có sanh ra ở trong kiếp người hay là ở trong kiếp cổ trời hay là ở bất kỳ cái kiếp nào đi nữa thì chúng ta sẽ là một người hiểu sai chấp sai. Hiểu sai chấp sai. Và không may mắn thì khi mà hiểu sai chấp sai lại không có người để mà hướng dẫn, để mà khuyên răn, hay là hiểu sai chấp sai mà không có sanh vào trong cái thời kỳ là có những cái lời dạy quý báu, thì phải nói là sai, càng sai càng lún sâu, không có cách nào để mà gỡ rối. Thì đối với cái câu kệ ngôn pháp cú số 419 này, Tịnh Đạt muốn nhắn gửi một cái điều, đó là làm gì làm, ngay cả cái việc ngăn chặn cái ác nghiệp hay là làm các cái thiện nghiệp, chúng ta cần phải có cái minh bạch rõ ràng, cái trí tuệ sâu xa để tránh trường hợp rơi vào cái thân kiến khi mà làm các cái công đức. Và chính vì vậy thì cái việc cố gắng của mình trong cái học đạo hay là tu thiền thực hành giáo pháp nó sẽ kém hiệu quả. Quý vị sẽ thấy rằng khi mà mình đi đúng đường đó, đi đúng đường ở đây là phải có cái chánh tri kiến đó, thì dù đi chậm hay đi mau thì chúng ta sẽ tới đích. Còn mà đi sai đường thì cho dù là đi nhanh, đi bằng phương tiện gì đi nữa thì càng ngày nó cũng càng xa cái mục đích. Cho nên may mắn là ngài Văn Ghi Xá tuy rằng đi sai đường nhưng mà may mắn là được gặp Đức Phật, được cái sự hướng dẫn của một cái vị thiên nhân sư, biết được căn tánh của chúng sanh, biết được khả năng, biết được cái phước báo của chúng sanh, mỗi người mỗi khác nhau, và có một cái nhân duyên xuất gia thành đạo quả ngay trong kiếp hiện tại. Bởi cái sự gặp gỡ đó mà ngài Văn Ghi Xá đã trở thành một cái vị thánh vô lậu. Và chúng ta thì không biết ở trong tương lai như thế nào, cho nên cố gắng hết sức để mà cải tránh kiến thức, cải tránh cái tri kiến, có một cái tri kiến đúng đắn, cố gắng để mà trau dồi thêm nữa ở trong cái thời gian hiện tại này. Thì qua cái câu kệ ngôn pháp cú này, Tịnh Đạt xin chia sẻ với diễn đàn của chúng ta về ý nghĩa cũng như duyên sự. Cầu mong cho tất cả quý vị chư tăng và toàn thể quý vị ở trong diễn đàn luôn được an lành trong giáo pháp. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, kính mời và cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa phú lành thai. Chúng con kính tri ân đầy đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 419 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính chân mít đến sư. Tất cả phương con đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng các sự hành lễ thành thần đến người. Cầu xin cho hóa của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Đạt, Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đề quá ta sâm ti vi hà ra hoa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu bồ chi ta so thiền ca ron te tha vi hà ra mang đa lê thề ra cha ma cha na qua ca cha bi ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha isa ra sapana puta sukita pawantu te jalam puja yepi chanda sampawa samseda chata athavo papatika niyani kang thamma wa rang patit jate sappe pi dukkhat sakarontu sankhayang tha tu chi rang sa kang thammo amma thara cha put gala sang ko ho tu samako wa athaya cha hitaya cha amhe khat kham tu sak thammo sappe pi thamma jarino putthim sampahuneya ma thamma riya pa we di te. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào lắng nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào lắng học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mic.